chị sẽ cho em thử loại nước dâu ngon nhất thế giới. Ủa chù chòa, thèm thế nhỉ. Wow, mình phải tìm cách uống mới được. Em bé của chị, há miệng ra nào. Chị sẽ lấy thêm cho em nha. Măm 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 măm. Em bé của chị ngoan quá. Các cụ nói cấm có sai, đúng là đồ chùa ngon nhất mà. Chị cho em uống thêm nha. Uống nha. Ơ, gì thế này? Ủa sao kỳ vậy trời? Cốc đâu có thủng. Đúng là ảo ma Canada mà. Không ảo mới lạ. Hút. Lần này mình phải hút hết nước của con nhóc lẻo mép kia mới được. Nước mắm có ngon không anh trai? Liêu. Giỏi lắm. Dám kêu anh à. Liêu, có giỏi thì bắt em đi. Đồ béo thui xấu xa. Đứng lại. Đứng lại chưa? Sao bài nào cũng khó vậy ta? Anh ơi, chơi búp bê với em đi. Ui giời, tránh ra. Mày không thấy anh đang học bài à? Phiền chết đi được. Anh mà không chơi với em á, em sẽ mách mẹ bài kiểm tra của anh bị điểm kém. Mẹ ơi, tôi xin bà. Được rồi, bà là nhất. Thế bây giờ bà trẻ muốn tôi làm gì? Ngẩng mặt lên nào anh trai. Xinh gái quá. Mẹ cho em bé ti sữa đi, em đang đói kìa. Nhanh lên. Vừa lòng bà chưa? Hai đứa ăn hoa quả đi. Vâng, con xin mẹ. Bình thường hai đứa như chó với mèo, hôm nay là chơi thân với nhau cơ à? Vâng, thân, thân lắm. Mẹ, mẹ thấy anh giống con búp bê Annabelle hàng sắp đi không? Nhìn anh buồn cười chết đi được. Vô đây, tí đừng có bám đuôi theo anh. Em cứ đi theo đấy, anh làm gì được em. Ngày hôm sau. Này, hai anh em ở nhà chơi không có đánh nhau đấy. Mẹ đi làm đây. Ơ, mẹ ơi, cho con sang nhà bạn chơi nhé. Con không muốn chơi với Amanda đâu. Mẹ nhé, mẹ nhé. Sao anh lại không thích chơi với em? Con không thích chơi búp bê với nó. Ê ha, không chịu đâu. Con muốn chơi với anh Hiệp cơ. Không chịu. Hiệp, đi đâu chơi con phải nhớ đưa em theo cùng biết chưa? Dạ. Yeah, mẹ muôn năm. Mẹ đi làm đây. Con chào mẹ. Đi chơi thôi anh. Thôi, từ từ, ngồi đây tí đã, nha. À, anh Hiệp, em đi rồi. Chạy mau, không nó lại bám theo. Sao đang chạy, tự dưng lại không chạy được nữa. Đúng là ảo ma thật. Xin chào anh trai. À, anh định trốn em đi chơi đấy à? Em gái yêu quý, em bỏ chân ra, anh chạy u ra kia mua bim bim cho em ăn nha. Bim bim á? Nhưng mà anh phải cho em đi cùng cơ. Được. À, anh lại lừa em, cứ đợi đấy. Nhanh lên, nhanh lên. Mệt quá. Xa thế này chắc nó không đuổi kịp đâu. Anh Hiệp. À, giờ thì anh chạy nữa đi. Đi chơi với em. Ai à, đau 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 đau. Anh Hiệp. Nhanh cái chân lên. Đợi em với. Lê ma lê mê. Anh nhìn cái gì đấy? Nghe nói ở đây hay có cá sấu lên bờ lắm. Đâu 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 đâu. Em phải đi theo bọn anh. Có gì bọn anh bảo vệ cho. Vâng. Đi thôi. Ê, chờ em với. Này, sao mày dắt theo cái củ nợ? Nó mà đi theo thì tới công chuyện, lộ hết bí mật. Tao có cách rồi. Cắn câu rồi kìa, anh giật đi. Ui, trời ơi, cái đôi tớt của cá gì. Tưởng anh câu thế nào. Mày yên tâm, con này con cá chấm đen luôn này. Nhìn này. Kìa kìa, nó cắn câu rồi. Ui, chà, rồi, ui. Lại là dép à.
Hôm nay không biết là ngày gì mà su cà na thế, chả được con cá nào cả. Anh ơi, em khát khô cả họng rồi. Thế em ở đây trông cần câu cho anh nha. Anh ra kia mua nước cho em. Anh sẽ mua nước dầu thần thánh mà em thích nha. Nước dầu á? Nước dầu thần thánh đấy. Hai anh đi nhanh lên nha. Đỡ này. Yeah. Sút đi bạn ơi. Chuẩn bị tiếp chiêu nha. Úi dồi ôi. Tưởng thế nào? Hơi non à. Mày có sao không? Không sao, nhưng mà đau cổ quá. Mưa rồi. Về thôi. May quá, về kịp đến nhà. Hey, xem tivi nào. Mãi xem tivi mà Hiệp quên mất là Amanda vẫn ở hồ câu đợi mình. Mấy tiếng trôi đi. Đánh đi. Tiếng gì đây? Hiệp. À, mà. Hiệp. Đừng mà. Mẹ đây mà. Ma cái gì mà ma? Còn với chả cái. Hai anh em ở nhà có ngoan không? Mà Amanda đâu rồi? Sao không ra đón mẹ? Ở đây trong cây cần câu cho anh. Anh ra kia mua nước nhé. Thôi chết rồi. Mưa to quá. Sao anh Hiệp đi mãi vẫn chưa về vậy? À, sợ quá. Amanda, em đâu rồi? Amanda, anh Hiệp. Amanda, em có sao không? Có bị ướt không? Kìa, thôi mà, anh xin lỗi. Ê, đồ đáng ghét, dám bỏ rơi em. Ôi, anh xin lỗi rồi mà. Ai à, bỏ rơi em này, tí em về mách mẹ. Anh xin lỗi, để anh bảo mẹ nấu món thịt sườn mà em thích. Thịt sườn á? Thôi được rồi. Kìa, con trông em giúp mẹ nhé. Ôi, em khóc rồi. À, chắc là em đói rồi. Em gái à, em uống sữa đi nào. Ôi, may quá, em mấy không còn khóc nữa rồi. Ôi, mình đói bụng quá. Còn thèm nhiều sữa quá. Nhìn anh cũng uống sữa này. Giờ thì no bụng rồi. Nhìn em bé cười đáng yêu ghê. Chuyện gì vậy? Ôi giời ơi, em ấy đái ra giường rồi. Mẹ ơi, có chuyện như vậy chắc kia. Mẹ ơi, giường bị ướt rồi. Con lớn bằng này rồi mà đái dầm mà. Không phải con, mẹ mấy mà. Nói ra là em chứ không phải là con đái dầm mà. Đi thay quần đi, để mẹ thay cho em. 10 năm sau. Buồn cười quá. Đưa đây anh xem nào. Của em mà. Anh mượn tí thôi, bỏ tay ra nào. Em hả? Chỉ thế thôi à? Này, bỏ tay ra. Này, đã bảo là bỏ tay ra mà. Chắc gì, bực mình thế nhỉ? Có bằng mẹ bực mình không? Mẹ ơi, con xin lỗi mà. Lớn rồi là suốt ngày bắt nạt em. Để đánh cho nhớ, cho chưa nhé. Con cơm anh cho mẹ. Không được đi đâu hết. Bực mình quá đi mất. Chắc gì ơi, đi ra bóng đi. Ok, tao xuống ngay đây. Đúng rồi, bóng của mình đâu rồi nhỉ? Đây rồi, đi chơi thôi. Mẹ, cái gì vậy? Anh mà đi, em sẽ mách mẹ đó. Này, anh đi chơi đi. Anh cho em cái này. Không thích mẹ. Cái này thì được. Anh đi đây, không được nói với mẹ nhé. Đá trên đây nào. Nhìn thấy cái tớ với. Nhìn cú súc thần sau đây. Nguy hiểm quá. Hả? Chuồn thôi. Này, mấy cậu chạy đi đâu vậy? Cái gì vậy? Giỏi lắm. Không biết sợ mẹ đúng không? Đứng lại đó cho mẹ. Bìm bìm ngon quá. Leo leo, cứ người phải làm kìa. Mày muốn gì? Thích đi sự hả? Mẹ ơi. Úi giời ơi, lại gọi mẹ rồi. Anh làm gì thì làm. Em bắt mẹ đấy. Ngon thật. Không thể chịu nổi nữa rồi. Tưởng anh không dám làm gì mày à? Mẹ ơi, mẹ. Suốt ngày mẹ
mày gọi mẹ không thấy chán à? Mẹ ơi, có chuyện gì sao? May mà mình chẳng kịp. Anh ơi, anh không dám à? Liêu, hai đứa ở nhà nhé, mẹ đi có việc. Dạ, mẹ đi đi. Hôm nay sẽ là ngày của mình. Thế là không bị ai làm phiền nữa. Ôi da, tự nhiên đau bụng quá. Hả, cái cửa này bị làm sao vậy? Trong lúc mãi đặt cửa để đòi ra ngoài, chiếc đèn trên trần nhà bỗng chập điện cháy, rồi rơi xuống dưới. Đám cháy bắt đầu lan rất nhanh cả căn phòng. Ôi mẹ ơi, con sợ quá. Con gái, mẹ đây, mau đi ra ngoài nhanh lên. Ôi không, trần nhà bắt đầu nứt rồi. Con gái, tránh ra. Không, mẹ ơi. Chuyện như thế này, mau đưa mẹ ra khỏi đây đã. Em gái, cố gắng lên. Mẹ, mẹ nhất định phải khỏe lại đấy. Em đừng khóc nữa, chắc chắn là mẹ sẽ khỏi thôi. Anh là đồ đáng ghét. Ôi, tất cả đều là lỗi của mình. Đói quá đi mất. Lại đây ăn đi nào, vừa ngon lại vừa rẻ đây. Chắc cũng muốn ăn no không? Dạ có ạ. 10.000 một cái nha. Dạ chắc không có tiền ạ. Không có tiền thì đi đi. Đi đi. Ờ kìa, em gái. Em có sao không? Bỏ tôi ra. Thôi đi chỗ khác đi, cho người ta còn bán hàng nữa. Chú ơi, cháu đổi cái này lấy đồ ăn được không? Được, cầm lấy đi. Mua được rồi. Em ăn đi này. Tôi không cần. Kìa em gái, mình phải làm thế nào đây? Chết rồi, trời mưa rồi. Em gái, em ở đâu? Em gái, mau trả lời anh đi. Em gái ơi. Mình. Anh gì ơi, anh có thấy cô bé này ở đâu không? Tôi không thấy. Hả, em ấy đây rồi. Em làm sao thế này? Em mau tỉnh lại đi, cô bé ướt hết rồi. Tìm cho chú đã. Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em. Chói mắt quá. Hả? Anh tưởng làm thế này tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Khoan đã. Anh tránh ra. À! Này em gái. Ôi không. Ơ, mình không sao cả. Anh có sao không? Anh vẫn ổn chứ? Anh không sao. Em xin lỗi vì đã trách anh nhé. Anh em mình về thôi, mẹ đang chờ chúng ta đó. Phải đi rủ mấy bạn chơi bóng đá mới được. Đánh đầu này. À! Chết rồi, mày chẳng phải là anh chắc kia sao? Mày không có bắt hả? Em xin lỗi, lần này tao tha cho. Lần sau đừng trách đấy. Nhưng mà anh mày đang có chút việc cần ít tiền. Dạ đây, anh cứ cầm tạm mà dùng mà. Đưa đây. Lần sau đừng có. Anh chắc kia. Sao anh lại bắt nạt bạn ấy như vậy hả? Trả cho bạn ấy rồi về nhà đi anh. Không, bắt nạt bạn bè là rất xấu. Anh có biết không hả? Đó không phải là việc của mày. Anh bình tĩnh. Mày biết cái gì mà nói? Cẩn thận tôi đấm tòe mỏ bây giờ. Cậu có sao không? Bỏ tay ra. Đáng ghét. Tay mình bị rách rồi, đau quá. Vẫn chưa đủ tiền nữa. Anh ơi, nhìn con gấu bông kia đẹp quá. Con gấu bông này đắt quá. Mình đi thôi em. Ờ, nhưng mà em ấy về rồi. Tưởng em cần chắc. Tức quá đi. Ờ, đây là anh Jackie. Đưa tiền đi nào. Lệ mề vậy. Của em đây. Để xem nào. Sao có thế này hả? Tao lấy tạm vậy trả mày. Get out of my way. Hả? Tình chắc khi kia mà. Được thôi. Này, đi đâu vậy hả? Không thoát được rồi. Anh cầm lấy đi ạ. Cái gì đây? Anh trả lại cho em bức ảnh đó đi ạ. Tao cần tiền. Chỉ cần cái thứ đồ vứt đi như thế này sao? Biến đi. Ảnh của mình. Người cứ đợi đấy. Tao không để yên đâu. Cuối cùng cũng mua được rồi. Hả? Chắc lẽ máy thích lắm đây. Đồ khốn. À!
không? Mình không muốn như thế này mà. Hả? Sao anh chết kia lại nằm đó chứ? Anh ơi, anh ơi, anh làm sao thế này? Phải không? Cứu chúng cháu với. Con gấu này, đây chẳng phải là con gấu hôm đó mà mình đòi mua ở cửa hàng đồ chơi mà anh không đồng ý sao? Anh ơi, ta đã đến rồi đây. Em gái, mình đã chết rồi sao? Đứng lại đó. Phải không? Phải không? Em gái, anh ở đây mà. Hả? Hắn đâu rồi? Không ai có thể thoát khỏi tay ta. Hả? Sao cậu ấy lại đứng nhìn mình như vậy? Lục, đi, đi nhanh đi. Nó định làm gì mấy vậy? Đứng lại đó. Mày định dẫn em gái tôi đi đâu? Một, tôi xin ngài hãy cho tôi một cơ hội để cứu em gái tôi đi. Sau đó tôi sẽ theo ngài về. Thôi được rồi. Hả? Cơ thể mình đã trở lại rồi. Cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi nhất định sẽ cứu được em ấy. Cậu, sao cậu lại bắt tôi? Tại sao à? Tất cả đều tại anh của mày. Tên chắc kỳ khốn kiếp đó. Hãy đi theo hắn đi. Không. Tránh ra. Mày dám động đến em gái tao à? Sao hắn lại dừng tay lại? Đứng lên đi. Xin lỗi, mọi thứ sai trái tôi gây ra, hãy để tôi gánh vác. Em ấy không có lỗi gì hết. Thôi thôi, anh đứng lên đi. Tôi cũng cần xin lỗi anh. Tôi không còn cơ hội nữa. Làm ơn hãy chăm sóc em gái giúp tôi. Đến lúc phải đi rồi. Em gái, anh ơi, anh phải đi rồi. Hả? Chuyện gì thế này? Anh đâu rồi? Anh ơi, anh ơi, đừng bỏ em lại một mình mà. Không. Bố mẹo đó hạnh phúc ghê. Chúng con sẽ sống thật tốt. Hả? Trời mưa rồi, mình mau tìm chỗ trú đi. Đừng khóc, anh tin bọn trẻ rồi sẽ ổn thôi. Phải tin tưởng vào con của chúng ta chứ. Chị ơi, em đói quá. Hả? Bố ơi, nhìn kìa. À, còn có trò này. Bố hãy xem con biểu diễn đây. À, ồ, mùi thơm quá. Bánh mì của ta đâu có dễ như thế. Mày hãy đóng giả làm chó đi rồi tao cho. Jackie, đừng làm vậy. Nhưng mà em đói lắm, hai ngày không ăn rồi. Jackie, đừng mà. Nhìn nó kìa, làm giống hơn nữa cho tao. Nào nào, lại đây nào. Nè, bắt lấy này. Nhảy cao hơn nữa đi. Jackie, chị xin lỗi. Làm tốt lắm, phần thưởng của ngươi đây. Thôi, mình đi thôi con. Bánh mì đây rồi. Chị ơi, em lấy được bánh mì rồi nè. Chị em mình mỗi người một nửa nha. Chị à, chị mau ăn đi. Đây nè. Chắc khi qua để em phải chịu thiệt thòi rồi. Ơ, thật may quá. Ơ, ui da. Con ranh, mày không có mắt hả? Sáng chưa bán được hàng đã bị đứa ăn xin như mày đụng vào rồi. Cháu xin lỗi, cháu muốn xin vào đây làm ạ. Chú nhận cháu nhé. Bỏ áo tao ra, quán tao không có chỗ cho đứa ăn xin như mày. Mệt quá. Chú ơi. Chào quý khách. Cháu ngồi đi, muốn ăn gì nào? Dạ không ạ. Cháu thấy chú vất vả nên muốn xin làm ạ. Chuyện này cháu có thể làm được tất cả mọi việc ạ. Chú cần gì chỉ cần xem bảo cháu là được ạ. Thôi được rồi, thế là thử đi xem sao. May quá, cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Nhất định mình phải làm thật tốt để ông chủ giữ mình lại mới được. Tính tiền đi. Ơ, ví của ai đây? Chắc là của anh người nhện vừa ngồi đây rồi. Anh ơi, có chuyện gì vậy? Anh khách vừa rồi đánh rơi ví ông chủ ạ. À, việc này ta lo cho. Không được, nhặt được của rơi phải trả lại chứ. Trả lại cho cháu. Không thể để máy lấy mất được. Chết này. À, đau quá. Ui da. Mày, mày đợi đấy. Ôi, ví của chú đánh rơi này. Cảm ơn cháu nhé. Chú cầm lấy này. Dạ không, không cần đâu ạ. À, cứ cầm lấy cho chú vui nhé. Có số tiền này rồi, mình có thể mua bánh cho Chucky rồi. Em ăn đi này. Wow, bánh ngon quá chị ơi. Chắc ngày mấy sẽ vui lắm cho xem. Na 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 na.
nó phấn khởi quá nhỉ. Tránh ra. Chân của mình. Hắn thật là quá đáng mà. Kia là ở đó cũng đang tuyển nhân viên sao? Cô ơi, cháu muốn xin vào làm ạ. Cháu học việc nhanh lắm ạ. Được rồi, cháu có thể làm việc ở đây. Cháu cảm ơn nhiều ạ. Lại là hắn sao? Mày nhìn gì? Thèm ba. Đúng là đồ ăn xinh, nhìn ngứa cả mắt. Ôi, bố bị làm sao vậy? Chú ấy bị nghẹn rồi. Sống rồi. Chú thấy sao rồi? Cái gì vậy? Nhìn nó đáng ghét quá bố nhỉ. Dừng lại ngay, con làm cái gì vậy hả? Con bé vừa cứu bố đấy, con mau xin lỗi đi. Không, con không thích. Thật là. Cháu gái à, cháu cầm lấy chút tiền coi như chú cảm ơn. Dạ không ạ, cháu không cần đâu. Cháu làm tốt lắm, tiền công của cháu đây. Dạ cháu cảm ơn cô. Vậy là có tiền mua đồ cho Jackie rồi. Tiền là của ta, dừng lại ngay. Bố ơi, tiền này trả lại tiền cho con bé ngay. Ừ đâu? Đưa đây, đừng có nói nhiều. Không, con lấy được thì là của con chứ. Còn không nghe lời này. Bố đánh con sao? Con ghét bố. Tiền của cháu đây, chú xin lỗi. Thằng con chú nó hư quá. May quá, vẫn giữ được tiền. Mình ghét bố. Thì con nhỏ đó mà bố đánh mình. Con có thôi đi ngay không? Bình thường bố chịu con quá, nên giờ con không nghe lời bố nữa phải không? Con. Con định làm gì? Đừng có làm vậy dột đấy cho cơ à. Thả ta ra. Mau thả em tôi ra. Chuyện gì thế kia? Mau đứng yên. Chết rồi, gặp cảnh sát rồi. Không ai được lại gần đây. Nếu không nó sẽ chết. Vì mày, chính vì mày mà bố tao không còn thương tao nữa. Không, đừng làm hại em ấy. Con trai, con đang làm gì vậy? Vì chúng nó nên bố không còn thương con nữa đúng không? Anh cảnh sát, đây là con tôi, hãy để tôi giải quyết. Con trai, con nghĩ sai rồi. Đừng làm điều nguy hiểm này nữa nhé con. Bố ơi. Bố ơi. Anh cảnh sát, làm ơn hãy tha cho thằng bé. Nó mới lần đầu suy nghĩ cùng non dại. Hãy tha cho nó. Bố ơi, cứu con. Không được, tất cả đều có luật pháp hết rồi. Nhìn chú ấy đáng thương quá. Chú cảnh sát, chú hãy tha cho bạn ấy đi. Dù sao bọn cháu cũng không làm sao cả. Chú nhé. Thôi được rồi. Này, anh hãy dạy dỗ thằng bé cẩn thận vào. Sẽ không có lần sau đâu đấy. Dạ, tôi biết rồi. Cảm ơn cháu. Nếu không có cháu thì không biết thằng bé sẽ ra sao nữa. Mình xin lỗi. Không có gì đâu. Tạm biệt.